Khi bạn bắt đầu khám phá về serum Nambujin 5, có một câu hỏi cơ bản nhưng rất quan trọng, liệu sản phẩm này dành cho loại da nào? Điều này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm, mà còn giúp bạn đảm bảo rằng nó phù hợp với nhu cầu chăm sóc da của bạn. Với serum Nambujin 5, việc xác định loại da mà serum dành cho bạn sẽ giúp bạn quyết định liệu nó có giải quyết được các vấn đề cụ thể của làn da của bạn hay không. Hãy cùng shop mình tìm hiểu chi tiết để có quyết định đúng đắn nhất cho làn da của bạn nhé. Khi nói về serum Nambujin 5, Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần tìm hiểu là loại da mà sản phẩm này dành cho là loại da gì. Serum này được thiết kế để phù hợp với nhiều loại da khác nhau, từ da mụn đến da khô, da dầu và cả da nhạy cảm. Đối với da mụn, serum Nambuzin 5 thường chứa các thành phần làm dịu da và giảm viêm, giúp làm sạch và làm dịu các vùng da bị mụn, đồng thời giảm nguy cơ mụn tái phát. Đối với da khô, serum thường chứa các dưỡng chất giữ ẩm sâu, giúp tái tạo và phục hồi lớp lipid tự nhiên của da, mang lại cảm giác mềm mại và mịn màng. Đối với da dầu serum thường có khả năng kiểm soát dầu hiệu quả mà không gây khô da, giúp da trở nên sáng hơn và không bóng dầu. Và đối với da nhạy cảm, serum thường được công thức hóa với các thành phần làm dịu nhẹ nhàng, không gây kích ứng, giúp cân bằng và bảo vệ làn da khỏi các tác động bên ngoài. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc da phù hợp với loại da của mình, serum Nambuzin 5 có thể là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Việc sản phẩm có gây phản ứng phụ cho da hay không là một câu hỏi quan trọng mà nhiều người quan tâm khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da. Đối với serum Nambuzin 5, Việc có phản ứng phụ hay không thường phụ thuộc vào từng người và cũng phụ thuộc vào cách sử dụng cũng như tình trạng da của mỗi người. Tuy nhiên, sản phẩm này thường được phát triển với các thành phần lành tính và được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường với mục tiêu là giảm thiểu khả năng gây kích ứng cho da. Hơn nữa, với thành phần tự nhiên và không chứa các chất gây kích ứng và hương liệu nhân tạo thường là điểm mạnh của sản phẩm này. Tuy nhiên, để tránh gây ra phản ứng phụ cho da, bạn nên thử nghiệm sản phẩm trên một vùng nhỏ của da trước khi sử dụng toàn bộ. Nếu bạn có da nhạy cảm hoặc có bất kỳ dấu hiệu kích ứng nào sau khi sử dụng sản phẩm bạn nên ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia chăm sóc da. Để tìm một cửa hàng đáng tin cậy để mua serum Nung Buzin không phải là điều dễ dàng. Nhưng đừng lo lắng nữa. Hãy đến với shop mình, nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy yên tâm. Shop mình cam kết luôn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho bạn và shop mình tự hào về việc cung cấp serum Nung Buzin 5 chính hãng. Dù bạn mới ghé thăm lần đầu tiên hay đã là khách hàng thân thiết, hãy tin rằng bạn sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ shop mình đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật thông tin mới nhất và không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn nhé cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn shop mình